Xin chào quý vị các bạn. Từ khoảng sáng đến chiều nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rải rác, có nơi mưa vừa kèm theo dông. Nhiệt độ lúc 13 giờ trên toàn miền Bắc phổ biến trong khoảng là từ 29 cho đến 34 độ. Đối với Trung Bộ, sáng hôm nay do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc, giải hội tụ nhiệt đới với rìa phía Nam áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết ở khu vực này đã chuyển xấu đi. Mưa dông xảy ra rải rác, có nơi mưa to như ở tại Tuyên Hóa của Quảng Bình là 52mm, ở tại Quy Nhơn Bình Định là 53mm. Hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực tiếp tục gây thời tiết xấu cho các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Sáng hôm nay, toàn khu vực có mưa rào, riêng ở tại Buôn Hồ của Đắk Lắk xảy ra mưa khá, với lượng mưa ghi nhận được là 35mm. Cũng do tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên Nam Bộ có khá nhiều mây, có lúc mưa nhỏ xảy ra bất chợt. Về chiều mưa gia tăng cả về diện và lượng, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là từ 27 cho đến 31 độ. Nhìn chung thời tiết trong ngày hôm nay tại Nam Bộ không thuận lợi cho các hoạt động du lịch ngoài trời. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai thì áp cao lục địa sẽ suy yếu và rút dần ra phía đông. Trong khi trên cao thì áp cao cận nhiệt đới cũng suy yếu. Vì vậy thời tiết khu vực khá tốt và mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài điểm vào chiều mai với lượng nhỏ. Thời gian mưa ngắn tại các điểm du lịch như ở Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, trời hầu như không mưa, ngày nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 là mùa lúa chín ở Tây Bắc, lúc này thời tiết cũng khô ráo và dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch. Nếu có dịp đến với Sapa, du khách có thể ghé qua các bản như là Trung Chải, Sapa, Tả Phìn, Lao Chải, Tả Van để tham quan khám phá những nương ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Sẽ thật là thú vị khi một sớm thu trong veo, rong ruổi trên con đường ngoằn ngoèo, ta bất chợt nhìn thấy biển lúa vàng mênh mông, dập dờn theo từng cơn gió. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ đêm nay thì khu vực nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tuy nhiên đến chiều tối mai thì mưa chỉ còn xảy ra ở tại vùng ven biển. Ban ngày giảm mây trời nắng, ở tại Lạng Sơn hay là Hà Giang, thủ đô Hà Nội và Nam Định, nhiệt độ thấp nhất là khoảng từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất ngày phổ biến là 33 đến 34 độ. Ở khu vực Trung Bộ phía Bắc đèo Hải Vân, dự báo trong 24 giờ tới, giải hội tụ nhiệt đới ở phía Nam sẽ nâng nhẹ lên phía Bắc và ảnh hưởng đến khu vực này. Do vậy, thời tiết sẽ có mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Còn ban ngày thì trời nắng nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Tại thành phố Vinh của Nghệ An, Đồng Hới ở Quảng Bình và ở thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 25 đến 26 độ và cao nhất duy trì ở mức là 32 đến 34 độ. Khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua khu vực Nam Trung Bộ nên thời tiết xấu. Ở phần phía Bắc như là ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày mai sẽ có mưa nhiều nơi. Riêng phía Nam ở Tuy Hòa, Phú Yên, Phan Rang ở Ninh Thuận có mưa diện rộng trong đêm nay và ngày mai, có nơi mưa vừa, mưa lớn và dông. Trong cơn dông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy. Nhiệt độ giảm và cao nhất hầu hết các nơi đều không vượt quá 33 độ. Khu vực Tây Nguyên thì với sự tồn tại của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng từ 11 đến 13 độ vĩ Bắc, nên trong 24 giờ tới thời tiết tiếp tục xấu và không thuận lợi cho du lịch. Trời nhiều mây, có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Ở tại Kon Tum, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong ngày là khoảng 22 cho đến 31 độ, riêng Đà Lạt nhiệt độ chỉ từ 16 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua khu vực kết hợp với trường gió Tây Nam hoạt động ở mức trung bình. Nên 24 giờ tới, các điểm du lịch như là thành phố Hồ Chí Minh, ở Vĩnh Long, Cà Mau, Long Xuyên, ở An Giang, trời nhiều mây, mưa xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhưng mưa vừa mưa to tập trung về chiều tối và đêm. Buổi sáng có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 29 cho đến 30 độ, thấp nhất giảm xuống mức là 24 cho đến 25 độ. Sẽ đến các điểm du lịch biển đảo, dự báo trong 24 giờ tới, ở Cô Tô và Cù Lao Chàm, thời tiết tốt, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi, ban ngày trời nắng, sóng gió yếu nên thuận lợi cho du lịch biển đảo. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ 26 cho đến 32 độ. Trong khi đó thì xuống đến Côn Đảo và Thổ Chu, tại đây thì mây đối lưu phát triển gây mưa dông mạnh, kèm theo nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy, rất nguy hiểm cho những chuyến tàu ra đảo. Về nhiệt độ thì cao nhất chỉ ở mức là từ 29 cho đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin được kính chào tạm biệt.